em trong hội nhá. Thì đây là những cái cây ngón tay đen mà mình dự định là đang tặng các bạn này. Đây, như các bạn cũng đã thấy đấy, những cái cây nho ngón tay đen này thì hiện tại thì cái sức sống của nó mình dâm ấy thì sẽ không đạt như ở cái cây nhập ở bên nước ngoài về đâu đấy, nhưng mà hiện tại thì cây nó rất là khỏe, cây rất là khỏe, một số cây này rất là khỏe nhưng một số cây thì nó rất là kém đấy. Hiện tại đây là những cái cây khỏe nhất thì mình đang chọn cho các bạn này này, nhưng mà hiện tại thì cái cây này đây nó vẫn còn rất là xanh, rất là giòn. Thế nên là vì lý do là như vậy nên là với lại cái bộ rễ này nó kém nên là mình chưa thể đóng vận chuyển gửi tặng cho các bạn được. Thế nên là cũng có một số bạn là hỏi là có cây giống để tặng chưa, nhưng các bạn cũng phải thông cảm nhá. Mình thì riêng đối với vấn đề này thì nó không quan trọng, mình nói tặng là sẽ tặng cho các bạn thôi, nhưng mà hiện tại thì cây giống nó vẫn là yếu, nó không khỏe nên là không thể đóng gửi cho các bạn được. Nâng niu để lựa được một cây như này, ươm được lên như này rất là vất vả, không dễ dàng gì đâu. Đây các bạn nhìn này, tại vì sao đây, có cây này ươm cùng đời nó đã lên được như thế này ở một cây này đấy, nó mới bắt đầu là đang nhú lên mầm, nên là ươm cũng không dễ đâu, rất là khó đấy. Đây là mình lựa ra những cái cây nào mà tốt nhất thì mình quay lên cho các bạn xem. Còn đây, đây là những cái cây mà nó xấu này, đây. Những cây xấu đó. Những cây xấu nó vẫn chưa lên mầm đâu. Đây có cây giờ vẫn đang lên đấy. Đây hiện tại là những cái gốc này đấy. Tính sơ sơ chỉ được vài chục gốc thôi, nhưng mà không biết là nó có chết nữa hay không. Cũng có chết đấy, nó lên tầm cao như này nó vẫn còn chết rồi này. Đấy. Như cây này nhá. Đấy. Như cây này, đấy, các bạn nhìn rõ này, cạnh. Nó đã lên được mầm như thế này rồi mà nó còn chết này. Đấy. Mầm nó dài lắm đây. Như cây này. Như cây này. Đấy. Cây này. Cây này lên như này, khả năng chết vẫn là cao. Đấy. Đấy, lá nó vẫn còn đang bị héo. Đấy. Cả cây có đúng một ngọn này thôi, thế nên là không thể gửi cho các bạn ngay được. Đợi bộ rễ nó phải khỏe đã. Rễ nó khỏe rồi cây cành nó cứng thì có gửi đi, nó gãy mất cái ngọn này này. Nó có gãy mất cái ngọn này thì không sao cả. Còn cái thân này, cái mầm ngủ, cái mắt ngủ nó to này thì nó lại bật ra thì nó vẫn sống được. Đấy, nhìn cây rất là mướt. Đây mình đã vặt hoa rất là nhiều lần rồi. À đây, nó vẫn còn đang cho hoa này. Đấy, bạn thấy cúng hoa đây không? Hoa đấy. Nó vẫn còn đang ra hoa. Vặt hoa rất nhiều lần. Đây. Hoa đây. Nhưng mà cái hoa này thì nó sẽ không đỗ đâu. Không đỗ được hoa đâu. Mình vặt đi. Vặt để cho cây nó phát triển. Không thể đỗ được những cái hoa như này. Đó. Còn đây về cái vấn đề về cái nho hạ đen ấy. Đây. Nho hạ đen thì mình đây, đây cái gốc này chính là cái cây hạ đen này. Đây hạ đen của mình đây. Đó. Nó rất khó ra hoa nhé. Rất khó ra hoa. Thế nên là mình sẽ ươm những cái gốc hạ đen như thế này. Đây gọi là hạ đen ươm Việt Nam này. Rễ trần của Việt Nam. Thế cái loại này mình chỉ làm gốc ghép thôi, chứ mình không bán nhé. Gốc ghép để xem những cái loại nho giống mới như nho trái tim hay nho mẫu đơn. Những cái cây mà trên 3 năm tuổi mình sẽ cho ghép vào những cái cây này. Còn những cây mà dưới 3 năm tuổi khi cây mẹ nó chưa đủ sinh lý để nó hình thành nên cái gen để nó cho ra cây con ạ, thì mình sẽ không ghép đâu. Dự định sau này mình sẽ ghép thôi, nhưng hiện tại giờ mình là đang bán cây rễ trần chứ mình cũng không ghép. Đấy. Đây.
hạt đen đây. Hạt đen bạn nào mà có lấy thì mình cũng cho rất nhiều luôn, nó rất là khỏe luôn. Đấy, mình chả tiếc gì cả, chả tiếc gì đâu. Chẳng qua là bán cây giống thì quý nhau đấy. Khuyên các bạn chân thành nhất là nên chọn những cái loại cây nào mà nó chất lượng. Chứ còn về giá thành nó đắt thì cái giá nhập về nó đã cao rồi, chứ cũng trả lời lại được bao nhiêu cả. Đấy. Còn các bạn mua, các bạn chọn cái cây giống của Ninh Thuận ấy, một số nhà vườn anh em trong đó thì nó rất uy tín thôi, nhưng mà về trồng thì nó vẫn không thể đảm bảo được. Đấy, các bạn thấy không? Như cái cây này mẹ nó đã trên 3 năm tuổi rồi, thì kể cả nó khi dâm cành này nó cũng đã ra hoa rồi này. Đấy. Nó ra hoa đợt này là đợt thứ 2 rồi, trước mình đã vặt rồi đấy, vặt dưới gốc một lần rồi này. Đây, các bạn có thể nhìn kỹ. Đấy, cái chỗ mầm đen chỗ này mình đã vặt hoa rồi, lên đây nó lại ra hoa tiếp. Đó. Bởi vì sao mình khuyên các bạn nên chọn cái cây dễ trần nhập. Đây, ươm phải dễ đâu, ươm nó còn chết đây này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây, chết đây này. Đấy. Thế nên là hứa là tặng cho các bạn đấy chứ. Đây, nó chết nhưng mà nó lại ra một cái mầm nữa này. Đấy, ra mầm thì mình tốn bao nhiêu thuốc vào đây ấy, chứ có phải là tự nhiên mà nó được tốt, nó xanh như thế này đâu. Ươm cái giống, những cái giống cây nhập này về khó lắm ấy chứ, dễ gì đâu. Đấy, đây còn trước một bạn thì cũng có gửi cho mình một cái cây nho này, gọi là nho kẹo đen này, nho 126 đấy. Nhưng các bạn nhìn thấy không, về mình chăm năm nay năm thứ 2 rồi mà lá nó mới được như thế này. Đấy, lá mới được như thế này thôi, cũng to, sang năm thứ 2 rồi mới to hơn bàn tay luôn. Nhưng mà các bạn nhìn này, cái gốc này, nhìn cái gốc chán đời không, gốc quá chán luôn. Đây, nhìn cái gốc cực kỳ bé luôn, cây 2 năm tuổi đấy, cây Ninh Thuận đấy, so sánh luôn cho các bạn thấy. Đấy, cây 2 năm tuổi gốc nó như thế này nhá. Gốc bé tí này. Mà các bạn nhìn cái cây này. Cái cây mình dâm cành như này nó cũng gọi là đạt tiêu chuẩn đấy. Nhìn này. Đấy. Nó đã bằng luôn rồi này. Đấy, dâm cành nó đã bằng luôn rồi đấy. Mà nó còn hình thành sinh lý của cây mẹ nó đang cho hoa luôn này. Nếu mà chăm tốt ngay từ đầu, cây này chỉ trong vòng có tầm 6 tháng nữa là nó sẽ cho hoa, cho quả bình thường thôi. Nó sẽ hội tụ tất cả các nguồn giống gen đầy đủ rồi. Vì cây mẹ nó đã trên 3 năm tuổi. Đấy, còn cây này đây, đấy, 2 năm rồi, chưa có cái gì cả. Đây là một bạn trong Ninh Thuận gửi ra cho mình nhá. Lá rất là to mướt. Đây là cái chỗ đầu tiên mà mình quay video lên cho các bạn này. Cái chỗ này là chỗ mình ươm này. Mình ươm mình phải phủ bạt như này chống nắng. Đấy, nhưng mà đấy, các bạn xem tỷ lệ chết rất là nhiều. Đấy, cây chết đây. Nó bảo là chết thì nó cũng chưa là chết hẳn, nhưng mà mình đang đợi xem là còn cây nào để nó lên không, để mình nhắc vào cái chỗ kia cho các bạn, để gửi đi cho các bạn chăm nó thật tốt. Đây, dầm đấy, tốn bao nhiêu thuốc của mình đấy, 2,5 triệu mà được có 10 gram. Cái thuốc dâm cành này, thuốc chấm để dâm này của nước ngoài, 2,5 triệu mà 10 gram ấy. Về dâm mà nó còn trả lên đây này. Đấy, các bạn nghĩ là nó khó không? Nó có dễ đâu mà, nó không dễ đâu. Đấy. Chết hết rồi này. Đấy, chỉ còn được ngần trong kia thôi, được tầm vài chục cây thôi. Thế nên là mình cố để chăm để gửi cho các bạn, không lại thất hứa thì nó cũng không ra gì cả. Đấy, các bạn cũng phải thông cảm là cây nó khỏe thì mình mới gửi đi được nhá. Còn đây cũng xin giới thiệu với các bạn, đây là cây ngón tay đỏ. Ngón tay đỏ của mình. Hiện tại thì mình cũng đã ngắt ngọn để tạo trên giả, tạo cảnh. Đây, các bạn thấy không? Nó mọc lên rồi, nó còn có cái bộ rễ nó dài như thế này mà. Đấy, thân dưới gốc rồi.
ngón tay đỏ nha. Đó. Kết thúc video của mình sẽ là hình ảnh của cây ngón tay đỏ. Và cũng xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo.